Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Truyền hình Việt Today. Thưa quý vị, trên bước đường 40 năm viễn xứ của người Việt tị nạn, thì hình bóng quê nhà luôn mang nặng trong lòng không thể nào quên. Quê hương, hai tiếng thật bình dị, nhưng lại chứa chan bao nhiêu yêu thương và cảm xúc. Ai sinh ra mà không lại có một quê nhà để thương mà nhớ? Và đối với người Việt tị nạn thì lại càng tha thiết hơn, khi hai tiếng quê hương luôn mang lại một cảm giác mênh mang và trống trải trong tâm hồn, gợi nhớ về một miền Nam tươi đẹp đã vĩnh viễn lìa xa. Mở đầu cho chương trình ca nhạc với chủ đề Một thời để nhớ hôm nay, Ngọc Thúy xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Một lần miên viễn xót xa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Thành. Tràng tiền mấy nhịp con vẫn nhớ, thiên mộ bao tầng con chẳng quên. Sài Gòn đó từng con phố nhỏ, mỗi dặm đường hàng vạn dấu chân con. Nha Trang, Đà Nẵng trời thơ mộng, nhưng chẳng bao giờ con muốn quên. Mỗi đứa con lạc loài mỗi nẻo, đứa Cali, đứa Paris, đứa đèo heo gió hút. Gặp nhau từng hàng lệ xót xa, buông những câu chào đôi ba sinh ngữ. Bonjour, au revoir, hello, goodbye. Con ôm đầu chua xót đắng cay, thưa mẹ. Thưa mẹ, thưa mẹ, quê hương mình đã chết rồi. Mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi. Sài Gòn đó từng con phố nhỏ, mỗi dặm đường hàng vạn dấu chân con. Nha Trang, Đà Nẵng trời thơ mộng, nhưng chẳng bao giờ con muốn quên. Giờ đây mỗi đứa con lạc loài mỗi nẻo, đứa Cali, đứa Paris, đứa đèo heo gió. Gặp nhau từng hàng lệ xót xa, buông những câu chào đôi ba sinh ngữ. Bonjour, au revoir, hello, goodbye. Con ôm đầu chua xót đắng cay, thưa mẹ, thưa mẹ, thưa mẹ, quê hương mình đã chết rồi. Mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi.
Thưa quý khán giả, nhắc đến quê hương miền Nam, hẳn chúng ta sẽ nhớ ngay đến thủ đô Sài Gòn hoa lệ, hòn ngọc Viễn Đông thổi nào. Sài Gòn, nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm của những thế hệ thanh niên miền Nam. Đã 40 năm trôi qua, Sài Gòn giờ đã khoác áo mới, cuộc sống trải qua bao thăng trầm. Nhưng những giai điệu đượm buồn đầy tâm sự của Sài Gòn ơi vĩnh biệt của nhạc sĩ Nam Lộc thì dường như vẫn còn giữ nguyên sự chất chứa đau đáu thuở nào. Nhạc sĩ Nam Lộc từng chia sẻ: "Tôi sáng tác trong giai đoạn đầu tiên, lúc mọi người đang trong hoàn cảnh vừa xa cách quê hương, trong tâm trạng vô cùng xao động của một cuộc thay đổi đời sống. Và chính niềm thương nhớ day dứt cũng như nỗi đớn đau của thân phận người tị nạn trong thời gian đó, nó đã bùng lên và làm cho tôi phải viết ra những dòng nhạc này." Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng mang tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây, Sài Gòn đẹp lắm. Tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sâu đắng. Sài Gòn ơi, nàng vẫn có con vương trên đường. Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy con bước nghiêng nghiêng, hay đã khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn. Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian. Kiếp tha hương lắm đau thương, lắm chua cay. Tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Con thú hoang lạc đàn. Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian. Kiếp tha hương lắm đau thương,
lắm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Kính thưa quý vị khán giả, trong dòng ký ức miên man của nỗi nhớ, xin một lần nữa được trở về với ngày xưa thân ái, với những lời ca tiếng hát dành cho tình yêu đôi lứa thời ly loạn. Là trai thời loạn, một sớm anh lên đường, giả từ xóm làng đi theo đơn vị chiến đấu bảo vệ quê hương. Tôi tiễn anh đi và đặt vào anh một niềm tin tuyệt đối, anh sẽ xứng đáng là người chiến sĩ oai hùng. Tôi và các bạn anh sẽ hẹn ngày tái ngộ cùng anh, sẽ lắng nghe anh kể các chuyện miền xa của đời lính chiến. Gió núi mưa rừng với tiếng đạn réo, chen trong tiếng hô xung phong giết giặc. Trăng đầy rồi trăng lại khuyết, xuân qua hè tới thu lại đông sang. Tuy sự chờ đợi có dài lâu, nhưng tôi vẫn tin tưởng có một ngày anh sẽ trở về trong vinh quang chiến thắng. Ngọc Thúy vừa đọc lại một trích đoạn trong chương trình Tiếng Nói Dạ Lan của Đài Phát Thanh Quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Và bài hát này, một lần nữa, Ngọc Thúy xin gửi tặng đến tất cả những cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Qua cho tôi anh nhớ che bài
chưa xóa mờ, súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó. Đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Thưa quý khán giả, thi sĩ Thanh Nam khi cám cảnh thời gian của người di tản là chính mình đã viết: một năm người có 12 tháng, ta chọn năm dài một tháng tư. Tháng tư đối với quân dân cán chính miền Nam là biến cố đau thương tan tóc, nước mất nhà tan, gia đình ly tán và hàng trăm ngàn người phải trốn chạy tìm kiếm tự do. 40 năm trôi qua nhưng dường như thời gian chưa bao giờ có thể xóa mờ những ký ức của những ngày xưa thân ái. Nhớ lắm quê hương ơi, nơi chôn nhau cắt rốn, mảnh đất đã nuôi dưỡng tôi một tâm hồn Việt, một trái tim nồng ấm để yêu người, yêu đời, và hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng gặp lại nhau trên quê hương xứ Việt.
Kính thưa quý khán giả, 40 năm dài với bao nhiêu thăng trầm của đời sống, một quãng thời gian của hơn nửa đời người. Và quả thật, chỉ có người viễn xứ mới hiểu được nỗi lòng tha hương, mới hiểu được nỗi buồn của sự chia ly và mất mát. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển, trả tôi về với dân tộc Việt Nam. Gói thân tôi ba sọc đỏ màu vàng, xin liệm kính với hồn thiên sông núi. Một lần nữa, xin nghiêng mình gửi trọn nhớ thương về đất mẹ.